4 yếu tố tạo nên may mắn cho bạn trong năm 2024. Trong video này, Nhung sẽ bật mí 4 thành phần tạo nên may mắn cho bạn trong năm 2024. Hãy xem hết video này của Nhung để có một năm 2024 thành công nhé. Có rất nhiều người cho rằng khi ứng dụng luật hấp dẫn, chỉ cần bạn nghĩ đến điều tốt thì điều tốt sẽ đến. Cho nên họ sinh ra tâm lý ỷ lại, chờ đợi, hy vọng nữ thần may mắn đột nhiên từ đâu đó ghé thăm. Tuy nhiên, chỉ nghĩ đến là chưa đủ. Để có được sự may mắn thì bạn cần phải hiểu quy luật. May mắn không ngẫu nhiên mà có. Nó cũng tuân theo một quy luật, đó là luật nhân quả. Cái may mắn mà bạn nhận được chính là quả. Vậy thì bạn cần hiểu là vào một cái thời điểm bạn nhận được quả thì có nghĩa là trong quá khứ bạn đã gieo nhân nó rồi. Thì bây giờ đủ điều kiện bạn được gặp. Công thức của may mắn gồm có 4 bước. Bạn hãy ghi kỹ lại nhé. Bước thứ nhất, đó là phải có sự chuẩn bị tốt. Sự chuẩn bị ở đây đó là về kiến thức, kỹ năng và cả nội lực bên trong của bạn. Yếu tố ẩn bên trong hay là nội lực bên trong đó là gì? Đó là tính kiên trì, tính kỷ luật và sự nhất quán. Có nghĩa là khi bạn làm bất cứ một việc gì thì hãy làm một cách trọn vẹn nhất, làm một cách tốt nhất, xuất sắc nhất. Bước thứ hai để tạo được sự may mắn đó là bạn phải ra quyết định. Bạn cần phải ra quyết định về những mục tiêu, những kế hoạch cũng như là tầm nhìn cho chính bản thân mình. Và hãy nhớ một điều, hãy nghĩ lớn, hãy ra quyết định lớn, bởi vì đằng nào cũng là một sự lựa chọn, thì tại sao lại không chọn cái tốt nhất? Bạn chọn một căn nhà cấp 4 hay chọn biệt thự đều là một sự lựa chọn. Vậy thì bạn thích cái nào? Hãy đưa ra những sự lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời của bạn. Hãy luôn ra quyết định chọn những thứ tốt nhất, bởi vì quyết định chọn gì thì bạn sẽ nhận được cái đó. Có thể không ngay và luôn, nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận được. Bước thứ ba đó là hãy hành động. Chỉ có hành động thực sự thì mới tạo ra may mắn cho chính bản thân bạn. Hành động chính là cầu nối để giúp bạn chuyển những cái suy nghĩ, những cái hình ảnh bên trong tâm trí thành kết quả. Vậy thì hành động ở đây là như thế nào? Có nghĩa là khi mà bạn có một cái ý tưởng, một cái kế hoạch hay là một cái chiến lược mới mà bạn muốn làm thì hãy làm nó ngay lập tức. Chỉ có hành động thực sự và những trải nghiệm của bản thân bạn mới tạo ra cho bạn những cái kết quả mới. Và chắc chắn với cái quyết tâm đó, bạn sẽ là một cái người dẫn đầu xu hướng trong những cái chiến lược mà bạn đưa ra. Hãy luôn nhớ, chỉ có hành động thì mới tạo được may mắn thực sự. Và bước cuối cùng, bước thứ tư, đó là hãy học cách đón nhận. Đón nhận những điều tuyệt vời đến với cuộc đời của bạn bằng một cái thái độ tốt, cái thái độ tích cực, lạc quan, tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với cuộc sống của mình. Hãy tin tưởng rằng những điều gì mình yêu cầu thì mình đều nhận được. Và bằng cách đó, bạn đang thúc đẩy quá trình đạt được kết quả diễn ra nhanh hơn. Bạn đã ghi lại được 4 nội dung này chưa? Nếu chưa nói điều gì và cần hỗ trợ thì hãy tự tin nhắn tin cho Nhung nhé. Bởi vì trong cái video ngắn này có thể sẽ không thể hiểu hết được, cho nên hãy nhắn tin cho Nhung để được tham gia vào môi trường học tập, ứng dụng các kiến thức trong các cái chương trình đang được chia sẻ cho cộng đồng mà không mất phí nhé. Mỗi ngày thì Doanh nhân Kiến Quốc Group đều có các chương trình Zoom trải đều trong ngày hỗ trợ cho mọi người phát triển. Cho nên bạn hãy tương tác với Nhung để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất nha. Nếu bạn thấy những chia sẻ của Nhung có giá trị, hãy ấn theo dõi Nhung để gặp Nhung trong các video sau nha. Cảm ơn bạn đã xem video.